Con trai Cát Phượng Thái Hòa lên sân khấu gọi Kiều Minh Tuấn là ba. Cu Bơm xuất hiện trong một tiểu phẩm của live show Kiều Minh Tuấn và diễn vai con trai của anh. Tối ngày 11 tháng 11, live show Kiều Minh Tuấn mang tên Em 18 chưa được diễn ra tại sân khấu Lan Anh. Chương trình quy tụ dàn khách mời chất lượng từ những danh hài hàng đầu cho đến những nghệ sĩ trẻ đang lên. Tuy nhiên, có một khách mời đặc biệt chưa công bố trước đó chính là Cu Bơm. Cậu bé là con trai của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hòa. Cu Bơm xuất hiện trong tiểu phẩm đầu tiên với vai con nuôi của nhân vật Kiều Minh Tuấn. Sau khi cuốn ba nuôi khỏi buổi tuyển chọn vợ theo yêu cầu của ông nội, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính, cả hai đã có những giây phút tâm sự rất cảm động. Sau cùng, Cu Bơm và Kiều Minh Tuấn đồng ý từ nay sẽ là bố con và gọi nhau bằng danh xưng đầy tình cảm này. Cát Phượng từng nhiều lần chia sẻ, Cu Bơm rất thương Kiều Minh Tuấn và xem anh như người thân trong nhà. Tuy nhiên, cậu bé vẫn gọi bạn trai của mẹ là chú Tuấn hoặc ba chú Tuấn. Do đó, dù việc cả hai gọi nhau là ba và con chỉ là trong trích đoạn hài kịch, nhưng khán giả tin rằng đây chính là cảm xúc thực sự, rằng họ đã xem nhau như người ruột thịt. Trong phần cuối, Kiều Minh Tuấn không quên có những chia sẻ rất đặc biệt với Cát Phượng. Sau đó, anh dành cho bạn gái hơn 18 tuổi một nụ hôn rồi dí dỏm nói: "Tôi muốn mọi người chứng kiến tình cảm này của chúng tôi." Trong chương trình này, Cát Phượng đứng lui về phía sau, chịu trách nhiệm sản xuất, lo toan tất cả mọi thứ, ngoại trừ phần tham gia viết kịch bản. Đêm qua, cô cũng không xuất hiện trên sân khấu với vai trò diễn viên. Sau đổ vỡ tình cảm với Thái Hòa, nghệ sĩ sinh năm 1970 đang có những ngày hạnh phúc viên mãn bên bạn trai mới. Live show Kiều Minh Tuấn có sự tham gia của nhiều danh hài hàng đầu, trong đó không thể thiếu Hoài Linh. Chính anh cũng là người động viên đàn em vượt qua mặc cảm tự ti rằng mình chưa đủ sức để làm live show. Một cây đại thụ khác xuất hiện trong live show là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Ở tuổi 72, bà vẫn rất minh mẫn và giữ nét duyên trên sân khấu. Dưới sự hỗ trợ nâng đỡ của các thế hệ đi trước, nhân vật chính tự nhiên diễn xuất, nhiều phân cảnh anh diễn khá nhẹ nhàng từ tốn để dành đất cho khách mời tỏa sáng. Sự xuất hiện của Trường Giang chứng thành nhận nhiều sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả có mặt theo dõi trực tiếp tại sân khấu Lan Anh. Trong tiểu phẩm cuối cùng, nhân vật chính có đức diễn không chỉ mảng hài mà còn có mảng bi kịch. Nhờ vậy mà khán giả bên cạnh những tràng cười còn có những giây phút lắng động. Cây hài xuất thân từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ Diệu Nhi là gương mặt quen thuộc với khán giả. Ngoài ra, live show còn quy tụ nhiều nghệ sĩ mới nổi như Nam Thư, Lê Lộc, Lê Dương Bảo Lâm. Họ đều có đức diễn để thể hiện khả năng của mình. Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong tiểu phẩm thứ hai vào vai một ca sĩ đến hát ở phòng trà, nơi nhân vật của Kiều Minh Tuấn làm việc. Sau phần biểu diễn, cô có vài lời thoại gây cười cùng dàn diễn viên. Play Show kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật của Kiều Minh Tuấn kết thúc hơn mong đợi. Chương trình mang đến nhiều cảm xúc khác nhau, từ những phần chọc cười quen thuộc cho đến tiếng cười ý nhị. Xét tổng thể, Play Show chưa thật sự có điểm nhấn rõ rệt, tuy nhiên vẫn đủ làm hài lòng khán giả đại chúng và bình dân. Ngọc Trinh bị phản đối khi quảng cáo cho trang web chuyên bán sách. Việc Ngọc Trinh làm đại diện cho một trang web chuyên bán sách đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Mới đây, những hình ảnh Ngọc Trinh diện bộ đầm trẻ trung quảng cáo cho chiến dịch mới của một trang web bán sách nổi tiếng ngay từ khi vừa đăng tải đã vấp phải sự phản đối của khách hàng. Đa số cho rằng hình ảnh Ngọc Trinh từ trước đến nay không phù hợp với trang web, đặc biệt khi đây vốn là trang mua hàng trực tuyến uy tín được nhiều độc giả lựa chọn. Từ hình ảnh đầu tiên, Ngọc Trinh đã vấp phải nhiều sự phản đối của khách hàng. Ngay từ khi thấy Ngọc Trinh quảng cáo cho trang web chuyên bán sách, nhiều khách hàng phản đối, một người mua sách chia sẻ. Một đơn vị khẳng định bán hàng chính hãng, nhưng dùng hình ảnh đại diện của một người chuyên bán kem trộn và đầm nhái, thì về mặt thương hiệu phù hợp quá nhỉ. Người này cũng phân tích thêm, mình có thể ước lượng giá của Trinh lần này tầm bao nhiêu, giá này có thể có nhiều bạn quảng cáo xinh hơn, hợp hơn và sạch hơn, quan trọng là phù hợp. Nhưng thương hiệu bạn Trinh không phù hợp với thương hiệu này. Bình luận phản đối được đăng ở nhiều bức ảnh của Ngọc Trinh trên fanpage. Với những bức ảnh sau, các bình luận phản đối vẫn tiếp tục xuất hiện. Khách hàng cũng đặt câu hỏi cho hãng thương mại trực tuyến, thương hiệu này có thể gỡ hình ảnh Ngọc Trinh xuống được hay không? Mình thấy đâu thiếu đại diện thương hiệu mà phải chọn cô này. Khách hàng này nói thêm trong một bình luận khác, thương hiệu này là luôn hướng tới chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Có cái nào dính dáng tới Ngọc Trinh không? Bạn nói bạn bán đồ thiệt,
mà bạn mời một cô người mẫu bán kem trộn, bán đồ nhái, scandal tùm lum, bạn thấy vậy hợp lý hả? Với nhiều khách hàng khác, từ lâu thương hiệu đã được định vị là trang web bán sách, qua mạng uy tín và có dịch vụ tốt nhất. Thời gian gần đây và đã mở rộng quy mô kinh doanh sang nhiều lĩnh vực và mặt hàng khác nhau từ lâu, nhưng bán sách vẫn là hoạt động được nhiều người nhớ đến nhất khi nhắc đến trang web này. Ngọc Trinh trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu mới này. Nhiều khách hàng vốn là độc giả yêu sách cũng cho rằng hình ảnh Ngọc Trinh càng không phù hợp với uy tín trong làng sách. Khán giả bất ngờ với gương mặt khác lạ của tân Hoa hậu Đại Dương. Hình ảnh mới nhất của tân Hoa hậu Đại Dương khiến nhiều người khó nhận ra. Số nhẫn ồn ào kể từ khi Lê Âu Ngân Anh đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đại Dương 2017 bị cộng đồng cư dân mạng chê bai về nhan sắc, tố nhan sắc tân Hoa hậu Đại Dương có can thiệp giao kéo. Và mới đây lại vướng ồn ào thêm vụ mua giải. Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân riêng khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Hình ảnh mới nhất của tân Hoa hậu Đại Dương khiến nhiều người khó nhận ra. Theo chia sẻ của tân Hoa hậu Đại Dương, cô được một người chị make up đáng yêu và có tâm nhất trang điểm cho. Behind the scene cho show diễn bộ sưu tập Grew by Jenny. Được gặp lại chị make up đáng yêu có tâm nhất quả đức là vui nhất hôm nay, Ngân Anh viết. Hoa hậu Đại Dương 2017 cũng chia sẻ về những bức ảnh bị cho là khác biệt giữa quá khứ và đêm chung kết cuộc thi. Hiện giờ, mặt của Ngân Anh vẫn bầu bỉnh không phải dán mặt vi lai. Tấm ảnh đó được chụp khi Ngân Anh chưa biết cách trang điểm. Ngày đó tôi còn không biết cách kẻ chân mày sao nữa. Tôi luôn biết khuyết điểm trên gương mặt của mình. Khi tôi hiểu hơn về nghệ thuật trang điểm, tôi cũng biết cách che đi khuyết điểm, làm nổi bật nét đẹp gương mặt hơn. So sánh với những hình ảnh lúc tân Hoa hậu vừa mới đăng quang cách đây ít ngày, thì nhìn như hai người khác biệt. Khi bị dư luận phản ứng trái chiều về nhan sắc của mình trong đêm chung kết, Hoa hậu Đại Dương khẳng định, nếu nhìn ở ngoài đời, mọi người sẽ thấy tôi không quá xấu để sửa. Tôi khá hài lòng với dung mạo hiện tại. Tôi không thẩm mỹ mô như người ta nói. Tôi muốn họ thấy tôi là một con người khác tại đêm chung kết. Tôi tỏa sáng hơn, tôi cũng mong mọi người đón nhận hình ảnh mới của tôi sau này. Ngân Anh sau đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đại Dương 2017. Sau đính hôn, Cường Đô La chính thức công khai ảnh chụp cùng với Đàm Thu Trang. Hot girl xứ lạng Đàm Thu Trang bất ngờ có mặt trong bức ảnh Cường Đô La chia sẻ trên trang cá nhân của trang Instagram. Sau mối tình kết thúc với Hạ Vi, Cường Đô La lại dính nghi án hẹn hò với Đàm Thu Trang. Trước đó cả hai đã đổi trạng thái đã đính hôn trên trang cá nhân. Đồng thời việc Đàm Thu Trang bị bắt gặp đưa bé Subel đi chơi hay cùng về chung một nhà khiến cư dân mạng càng có cơ sở khẳng định mối quan hệ của cặp đôi này. Mới đây Đàm Thu Trang lần đầu xuất hiện trên Instagram của Cường Đô La khi doanh nhân Phú Núi chia sẻ hình ảnh. Tuy trong bức ảnh, mỗi người ngồi trên một chiếc xe khác nhau, nhưng đây có thể coi là động thái Cường Đô La muốn ngầm công khai bạn gái với công chúng. Cường Đô La công khai đăng ảnh có sự có mặt của Đàm Thu Trang trên Instagram. Trước đó, Đàm Thu Trang gửi lời cảm ơn người thương sau khi được nhận món quà đắt tiền khiến fan không ngừng ganh tị. Mặc dù không nêu danh tính chủ nhân của món quà, nhưng hầu như mọi người đều đoán ra người tặng cho cô món quà đắt giá này chính là Cường Đô La. Dưới chia sẻ của người đẹp gốc Lạng Sơn, rất nhiều fan để lại bình luận chúc mừng Đàm Thu Trang đã may mắn gặp được người đàn ông tâm lý, ga lăng, biết chiều lòng bạn gái. Cường Đô La và Đàm Thu Trang bị nghi ngờ đã hẹn hò cùng một thời gian, nhưng cả hai đều chưa một lần khẳng định mối quan hệ của mình. Do đó thông tin đính hôn của họ được tiết lộ, khiến người thân và cả người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mặc những ồn ào xoay quanh các cuộc tình trước đây của Cường Đô La Đàm Thu Trang vẫn giữ được sự điềm tĩnh và cư xử khá khôn khéo với người cũ của bạn trai. Không muốn bị soi mối đời tư, nữ ca sĩ lặng lẽ quan tâm đại gia Phú Núi và chăm sóc bé Subel theo cách riêng của mình. Phản ứng của Angela Phương Trinh sau khi bị Ninh Dương Lan Ngọc tố chiêu trò. Trước ồn ào và tranh cãi giữa các fan của hai nữ diễn viên, thì phản ứng mới đây của Angela Phương Trinh khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Câu chuyện lùm xùm cướp vai diễn giữa Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn lên tiếng, khán giả vẫn đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía bà mẹ nhí, để xem cô sẽ có động thái hay phản ứng ra sao trước những thông tin bất lợi cho mình. Mặc những lùm xùm không hay, tối ngày 12 tháng 11, trên trang cá nhân,
Angela Phương Trinh đăng tải dòng trạng thái đi ăn vui vẻ bên những người thân như không hề có chuyện gì. Cô còn viết, thời gian không có hạn nhưng nhan sắc có hạn trước thời gian. Các cô gái hãy chăm sóc mình thật chu đáo nhé. Những gì mà nữ diễn viên mới chia sẻ đã khiến công chúng ngỡ ngàng. Có lẽ Angela Phương Trinh vẫn giữ được tinh thần thoải mái trước scandal lần này. Hai ngày qua, câu chuyện cướp vai diễn giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Angela Phương Trinh xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Sự việc này đã từng gây ồn ào vào tháng 5, 2017 và mọi chuyện đã được xử lý khá êm đẹp. Tuy nhiên mới đây, Lan Ngọc bất ngờ nhắc lại chuyện cũ và chia sẻ thẳng thắn cho rằng Angela Phương Trinh thường gây sự chú ý hãm hại đồng nghiệp. Theo lời kể của Lan Ngọc thì đây cũng không phải lần đầu cô đụng chuyện với bà mẹ nhí, nhưng cô vẫn giữ im lặng vì muốn dành sự tôn trọng cuối cùng cho đồng nghiệp. Trước đây, Angela Phương Trinh là người đầu tiên đồng hành, quảng bá khắp nơi việc cô tham gia vào bộ phim được lấy ý tưởng từ Hàn Quốc. Thậm chí cô từng sang nước ngoài theo lịch trình giới thiệu về dự án này. Tuy nhiên, đến phút chót, nữ diễn viên đã thông báo rút khỏi dự án và thay vào đó là Ninh Dương Lan Ngọc đã đảm nhận vai diễn. Khi ấy, rất nhiều thông tin cho rằng Lan Ngọc đã chen ngang và giật vai của đồng nghiệp. Thậm chí Lan Ngọc từng bị tẩy chay vì sự việc này. Trước lời tố của Lan Ngọc và sự mong ngóng của người hâm mộ để biết thực hư, Angela Phương Trinh cùng ekip của cô đã từ chối bình luận hay phản hồi gì về sự việc trên. Hồ Quang Hiếu để lộ bằng chứng còn yêu Bảo Anh sâu đậm, đăng ảnh lau nước mắt kèm status gây choáng. Cùng với đó là cuộc sống độc thân buồn tẻ do chính nam ca sĩ than vãn. Gần một tháng sau khi chính thức thừa nhận chia tay Bảo Anh, mới đây Hồ Quang Hiếu bất ngờ khiến dân mạng rần rần vì đăng ảnh bạn gái cũ lên cả Facebook lẫn Instagram. Nam ca sĩ chụp màn hình khoảnh khắc người đẹp đang khóc trong MV mới ra mắt kèm caption thú vị. Coi clip xong thấy buồn ri hay. Khóc gì khóc nhiều quá làm trôi hết phấn son rồi. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cộng đồng fan quằn quại và nhận định rằng rất có thể Hồ Quang Hiếu vẫn còn yêu Bảo Anh vô cùng. Liệu đây có phải là dấu hiệu gương vỡ lại lành hay không? Chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác. Hồ Quang Hiếu đăng ảnh Bảo Anh cách đây ít phút. Không có một chút nết na nào, quá sức tưởng tượng rồi. Nhân vật được nhắc đến đã vào để lại bình luận. Hồ Quang Hiếu post lên cả hai tài khoản mạng xã hội. Hồ Quang Hiếu vẫn còn nặng tình vô cùng. Cùng nhìn lại cuộc sống của hai nghệ sĩ sâu đổ vỡ trong khoảng một tháng qua. Nam ca sĩ treo status vô cùng tâm trạng. Thật kỳ lạ, chúng ta thứ gì cũng muốn có, nhưng lại chẳng chịu đánh đổi. Muốn có một tình yêu đơn giản, nhưng lại tìm kiếm những con người hoàn mỹ. Muốn có một cuộc đời bình yên, nhưng lại đi theo đuổi danh lợi. Muốn được yêu thương, nhưng lại đòi hỏi sự tự do. Rốt cuộc là do cuộc đời này quá khắc nghiệt, hay tại mình quá tham lam? Cuộc sống độc thân nhưng không hề vui vẻ. Có thật sự mặc kệ được nỗi buồn và tiếp tục bước đi tìm niềm vui hạnh phúc được hay không? Về phần Bảo Anh, người đẹp cũng xót xa và buồn bã vô cùng, thường xuyên mượn ca khúc mới để bộc bạch nỗi lòng. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình, và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn.